huống cụ thể, những set play khác. Và đây là cơ hội dành cho Stubbs, chắc chắn là sẽ có điểm và thậm chí đó là một cú đăng rổ để trao sân. Henry dùng một cú ném rổ để... Maladius bóng lại tìm đến võ kỳ bản, để kích ra dành cho Stafford. Và đã có lỗi của Henry rồi, rõ ràng những tình huống ham lock như vừa rồi Henry cần phải hạn chế tối đa. Ở mặt khác cũng chúng ta phải có lời khen cho Stafford, đó là một tình huống thi đấu mà sự kiểm soát cơ thể của Stafford là rất tuyệt vời. Anh đã chủ động tạo ra sự va chạm với Henry như tình huống này. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy đã đóng góp 22 điểm trong chiến thắng của Hà Nội Buffalo trước Đà Nẵng Dragons. Tấm đỉnh. Một tình huống step back và ném trung bình của Tâm Đình mang về 2 điểm tiếp theo dành cho đội Buffalo. Vâng, không có gì lạ khi chúng ta nhìn thấy Hà Nội Buffalo. Marius đường chuyền alley-oop dành cho Stafford, nhưng một lần nữa Stafford lại bỏ lỡ. Chúng ta còn nhớ trận đấu trước thì Stafford đã có 2 tình huống úp rổ trượt, mặc dù đó là khá đơn giản. Cú đá sau của Tâm Đình, một nụ hôn dành cho những khán giả đã có mặt tại Dương Đình An. Bóng lại tìm đến võ kim bản, đi vào trong. Và vừa rồi là một tình huống nêu bóng của võ kim bản dành cho cú đập ruồi của Henry. Và ngay khi anh không còn một chút hy vọng nào có thể cơ lỗi được thì đó là một tình huống block tuyệt vời của Henry. Chúng ta nên xem lại tình huống này. Vâng, quá clean, quá đẹp. Một tình huống phòng thủ một chút nữa sẽ phải trả giá của Stubbs. Cú ném này của Stubbs là 2 điểm tiếp theo dành cho cầu thủ bên phía đội Buffalo. Vâng, một cú bật nhảy, theo tôi thì đó là một cú bật nhảy mang tính thương hiệu của Henry. Chiếc rổ của nhà thi đấu quân khu 5 phải xô lệch. Một tình huống phòng ngự tốt của Henry. Và sau đó lại là một cú đập ruồi, đăng rổ, tấn công ghi điểm và phòng ngự cũng chen cột tuyệt vời dành cho vị trí cầu thủ mang số 8. Tôi đang muốn hỏi anh Đức là liệu có từ nào mạnh hơn từ block machine hay không, khi mà mới chỉ hiệp thi đấu thứ nhất mà Henry đã có cho mình 3 tình huống đập ruồi. Stafford rất đơn giản để vượt qua được Tâm Đình nhưng không thể nào vượt qua được sải tay của Henry. Tuy nhiên thì có vẻ như trọng tài đã cắt còi. Có lẽ chúng ta cần một tiếng quay chậm, cần một tiếng quay chậm để thấy rõ hơn pha block này của Henry. Có lẽ với tôi đó là một tình huống của trọng tài đã có những quyết định không hoàn toàn chính xác, khi mà đó là một pha truy cản hoàn toàn xuất sắc của Henry. Có vẻ như ông Mark Van Bell rất tự tin vào khả năng phòng thủ Dương Minh An khi để Dương Minh An theo kèm Tâm Đình. Một tiếng đi ba tấn công của Henry và 2 điểm tiếp theo dành cho Hà Nội Buffalo. 15-7. Minh Hiếu ở góc corner, rất đáng tiếc đã không có điểm dành cho Minh Hiếu. Trong 2 trận đấu đầu tiên thì Minh Hiếu đều có những tình huống 3 điểm thành công. Cuối cùng thì ngoài Stafford cũng đã có một cầu thủ sáng hit ghi điểm. Và đúng, có lẽ tấn công cần phải đánh chậm lại để đợi các đội di chuyển lên. Bùi Thái Hà, và đã có một tiếng 3 điểm dành cho Bùi Thái Hà, điểm số đầu tiên. Chúng ta cùng xem đầu tàu Stubbs sẽ làm gì với những cầu thủ trẻ, liệu anh có thể kích cho các cầu thủ trẻ có những tình huống tự tin thi đấu ghi điểm hay không. Chúng ta vừa thấy rằng Kim Jisoo đã bắt Stubbs rất cao ngay từ phần sân nhà. Có vẻ như ông Mark Van Bell muốn Apollo và đặc biệt là Stubbs cần phải đánh vội vàng. Ngược lại thì đó cũng là một pha trả lời của Maradius. Khi Stubbs định ghi điểm thì Maradius cũng có những áp lực. Stubbs, Tâm Đình đã có một tiếng switch người. Tâm Đình đang được theo kèm bởi Kim Jisoo. Một cú pull up làm shot ở midrange và 2 điểm dành cho Đinh Thanh Tâm. Vâng, cuối đó cuối cùng thì bóng cũng trở lại với đợt tấn công dành cho Saigon Heat. Stafford, một tình huống có lẽ là Stafford chỉ có thể làm được khi mà Henry đi ra ngoài mà thôi. Tuy nhiên thì đó, khoảng cách là 8 điểm. Đường chuyền sau backside dành cho Kim Jisoo. Đường chuyền vào vị trí của Stafford. Stafford đang đánh rất nhiều và mismatch mang tên Minh Hiếu. Và đương nhiên có lẽ là ban luyện của cầu thủ Hà Nội Buffalo không thể cho Henry cùng anh. Đường chuyền cho Kim Jisoo, bóng lại tìm đến vị trí của Stafford. Tại sao người kèm Stafford lại là Tiến Dương? Có vẻ như Henry muốn bắt bước hai của Stafford nhưng vừa rồi tập vào Dương Minh An. Đinh Tiến Công đã có một tình huống open nhưng bóng lại không tìm đến rổ mà tìm đến đôi bàn tay của Henry. Nếu như chúng ta có tình huống slam dunk đến từ Stafford thì Hà Nội Buffalo cũng vừa thể hiện một tình huống vô cùng đẹp, đó là tình huống putback dunk của Henry.
2 điểm dành cho Mararius. Trận đấu đã hay hơn rất nhiều sau chuỗi lên điểm vừa rồi của đội bóng làm khách. Van Kick tiến dường ở vạch 3 điểm. Bóng đi thiếu chính xác. Phản công nhanh cho Sài Gòn Heat. Dương Minh An đã chủ động đánh chậm lại. Stafford quyết định ném ngay ở top of the key và 3 điểm dành cho cầu thủ bên phía đội bóng Sài Gòn Heat. Sài Gòn Heat vươn lên dẫn trước trong trận thi đấu này. Đó là một nỗ lực tuyệt vời của Stafford trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Anh đã có cho mình 9 điểm. Ngay sau đó là câu trả lời của Stafford với một tình huống từ phát biên của Huy Hoàn. Là cầu thủ chơi bí cầm bóng và đó là một tình huống pick and roll cực kỳ đơn giản và mang đến một khoảng không quá lớn dành cho Henry. Ngắn xuống còn 26-31, Huy Hoàng khá tự tin, một tình huống kích ra cho Tâm Ninh, không ném rổ đi vào trong, một tình ném trung bình và bóng lắc rổ gọn gàng mang về 2 điểm tiếp theo. Có vẻ như đã có một chút hơi vội vàng đến từ phía đội bóng áo trắng. Tình huống không tốt của Maradius, nhưng sau đó là một cú bật nhảy cực kỳ kinh khủng của Stafford. Tim Will, đây là võ kim bản, một tiếng wide open hoàn toàn, nhưng võ kim bản vẫn bỏ lỡ. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ rất cao, nhưng Tâm Đình thì không. Tâm Đình có một tình huống lên rổ bình dân. Shot clock còn 9 giây và game clock chỉ còn 10 giây mà thôi. Maradius lên rổ tay trái và vẫn còn 5 giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Đình tiến công. Sài Gòn Heat đã chủ động để Đinh tiến công ném rổ và tình huống phòng ngự đó được coi là một tình huống phòng ngự thành công. Điểm số thứ 10 của Mararius. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Tâm Đình kích ra corner cho Tiến Dương và Tiến Dương cuối cùng thì cũng đã thực hiện từ 3 điểm ở corner thành công. Họ thường truyền những tình huống đập đất rất khó có thể kiểm soát. Chúng ta nhìn thấy rằng họ không có những cầu thủ thiên về phần đôi bóng thân, bởi vì họ có những tay ném 3 điểm. Võ kim bản hay bản thân Mararius cũng là những cầu thủ ném 3 điểm rất tốt. Một tình huống thực sự đẳng cấp của Stab. Kosovo vượt qua 2 hit đang đẩy bay trận đấu lên cao. Mararius vượt qua được Tâm Đình, một tình huống floater và 2 điểm dành cho cầu thủ mang áo số 1. Chính xác theo góc máy quay của chúng ta vừa theo dõi, Mararius cơ hội để săn bằng cách biệt dành cho Sài Gòn Heat. Vẫn là Mararius và 40 đều rồi. Lại là Sài Gòn Heat. Rõ ràng bài học vẫn còn đó và các cầu thủ Hà Nội Buffalo cần phải ghi nhớ điều đó. 2 điểm dành cho Henry. Vâng, ngay phút đã qua. Tim Will thi đấu rất mất tập trung. Henry. Stop. Một tình huống Eurostep và thả rổ thành công để mang về điểm số thứ 45 cho Hà Nội Buffalo. Stop thi đấu như một con rắn vậy. Anh luồn lách và có những tình huống dứt điểm dù éo ụt nhưng rất hiệu quả. Và cú ném xa thành công thứ hai của Stafford. Cú ném đó đã khiến cho nhà thi đấu hàng mai bỗng chốc im lặng đi một chút. Khoảng cách điểm bây giờ chỉ còn là 2 điểm mà thôi, 45-43. Hiệp đấu thứ 3 đang diễn ra thực sự hấp dẫn. Và vừa rồi là điều gì đang xảy ra ở Hoàng Mai vậy? Niềm vui hứng khởi của các cổ động viên Hà Nội Buffalo trên sân. Lại là Tâm Đình thi đấu thẳng vào mặt của Dương Minh An. Và lại là 2 điểm sau một tình huống pull up jump shot. Điểm số thứ 18 của Tâm Đình. Lại là Stafford vạch 3 điểm. Lần này thì bóng đi hơi mạnh rồi. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang có lợi thế mặt tâm lý sau tình huống alley-oop của Henry và 3 điểm tính dành cho Tiến Dương. Và 3 điểm thứ hai của Tiến Dương cho trận đấu ngày hôm nay. Đã có một tình huống swing rồi. Đường chuyền của Stubbs lại dành cho vị trí của Mararius. Chắc chắn đây sẽ là một tình huống năng rổ để giải tỏa áp lực của Stafford. Và mong rằng có vẻ đội bóng đang gặp vấn đề về thể lực, đó chính là Hà Nội Buffalo. Tiến Dương đang chờ corner. Liệu Tâm Đình có chuyền hay không? Tâm Đình đã quyết định đánh ISO và đó lại là một cú ném chất lượng khác của Đinh Thanh Tâm. Sang đó là thương hiệu Đinh Thanh Tâm từ các bạn. 2 điểm vẫn được có dành cho Mararius. Vâng, ngay khi Mararius không còn. Stafford đã có 3 tình huống ném 3 điểm thành công. Stop, đội trưởng vào vị trí của Henry. Một cú lên chuyển bóng rất tốt của Hà Nội Buffalo và nó được kết thúc một cách hoàn hảo sau cú vẩy tay của Đinh Thanh Tâm.
clock còn 7 giây thôi. Cú ném thứ 3 của Dương Đại Bàng trong vạch 3 điểm. Và hiệp thiếu thứ 4 thì bắt đầu. Người đang cầm bóng là Marius. Stafford, một trong những tình huống hiếm hoi Stafford đánh vào khu bên và anh đã có điểm sau một tình huống tip off. Bởi vì đó Dương đang lặng lẽ quét ở phía đáy. Một tình huống mất bóng của Stafford rồi. Có vẻ như Henry đã bị đau sau tình huống va chạm với Stafford. Cầu thủ Buffalo sẽ lên rất cao. Và Saunit vừa có điểm số thứ 56. Bùi Thế Hà. Bùi Thế Hà đã không thể thực hiện thành công pha ném 3 điểm thứ 2 của mình. Bóng được đưa lên sân trên rất nhanh. Bóng tiến đến vị trí của Tim Will. Tim Will cần phải đánh thẳng vào vị trí của Bùi Thế Hà. Cú ném xa của Madarius, bóng đi vào rổ và bây giờ khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Hà Nội Buffalo chưa có bất kỳ một điểm số nào ở hiệp đấu này. Đó là một chuỗi ghi điểm 9-0 của cầu thủ Sài Gòn Heat. Hà Nội Buffalo đã hoàn toàn mất lợi thế ở hiệp thiếu thứ 3. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là một điểm mà thôi. Đó là một tình huống phòng thủ vô cùng của một cầu thủ bên phía Sài Gòn Heat. Stafford và Staff. Một tình huống up and down và sao hit lần thứ hai trong trận đấu này vươn lên dẫn trước 61-60. Điểm trong tình huống này. Một tình huống đánh khó của Henry. Đó là một tình huống phòng ngự cực kỳ chủ động của Stafford. Cơ hội dành cho Sao hit. Madarius tiếp tục thử sức ở vạch 3 điểm và lần này lại thành công. Vâng, và chuỗi run điểm của cầu thủ Sao hit này. Vượt qua là Tâm Đình. Đường truyền thực sự là theo bài dành cho Team Will. Đây chính là có đội bóng không có điểm trong hiệp đấu hay không. Hiệp đấu tư còn 3 phút 30 giây. Một tình huống pick and roll. Sức mạnh của Team Will đã được chứng minh trong tình huống contact vừa rồi vào vị trí. Thậm chí đó là Henry. Muốn cho Marius một chút thời gian nghỉ ngơi chẳng. Marius lại là một tình huống copy and paste của Sài Gòn Heat. Pick and roll đơn giản. Giờ đây thì các cầu thủ Sài Gòn Heat, công việc của họ là đánh 24 giây và tình huống đáp trả thực sự là quá tuyệt vời của Marius. Và giờ thì Stafford cũng chả tha thiết đến việc ghi điểm nữa rồi, kể cả việc 24 giây không ném rổ. Và thậm chí đó là một pha 3 điểm and one. Stafford gần như sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Nhưng nếu mà để tôi lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn Marius Thanh Linh. Không, tôi vẫn sẽ chọn Stafford. Vì ngoài việc điểm số anh ấy được thì Stafford chính là người giữ Sài Gòn Heat lại trận đấu này. Và hơn nữa, hơn tất cả mọi thứ đó chính là lời khẳng định. Dù không thực hiện pha ném phạt thành công thì Stafford cũng đã có cho mình 36 điểm rồi. Staff đã có một tình huống phi công thành công. Xin chúc mừng Hà Nội Buffalo.